hay á, bắn bắn nào quốc thôi được rồi, mát tô rồi vào rồi, ý mình là vậy, mát khá là lớn nha, nhảy khu băng đi ha, khu băng là mình đẩy qua từ từ qua khu bên kia các bạn, đây nhà máy điện hạt nhân. Ở đi có một thằng trên đầu mình luôn mày, mình kêu một thằng cây thế nhỉ, thằng bạn ý xuống shotgun. Ừ ngon, cái này được nè, cái này chịu nè, đây laser của scoop đẩy qua luôn nè các bạn, có giáp đồ đẩy qua luôn, mình không biết nó ở đâu nha, đẩy qua luôn rồi, có giáp rồi đẩy qua mình kia hết ta, mình nào nhỉ, ô với lại mình đang chơi con ninja nha các bạn, đồ nguyên phụ kiện luôn, ngon full phụ kiện luôn các bạn, bên đây hả ta, nó bên đây rồi, đâu ta, không có trong đây, không có gì mới mẹ, sao mình lấy xe mình chạy vô bo luôn nha các bạn, gặp nó thì bắn, gặp nó thì bắn, đẩy qua mà nó không biết ở đâu rồi, đẩy cái ẩu quá, bay nè. Các bạn có thể biết cái bên cái cục cao cao bên đó hồi nãy mình mới chạy ngang đó, ấy đi không ạ, phải cướp đâu rồi thiệt luôn đó, cục đó đó như airbag vậy đó bạn, nên đó bạn sẽ có đồ xịn hơn, giờ mình phải đi bộ hôm nay 400 mấy mét chạy bộ đi nha, zombie đã chết mất rồi, nó không phải xe, ở đây xe đây đó mới chính là xe, đây là cái quả trứng phục sinh đó bạn ơi, cho bạn nào chưa biết đây bắn sẽ có đồ, đồ xịn luôn nha, ok lên xe đi vô bo thôi, đó có skin ngon, giữ không và đây là cái đồ nâng cấp nè các bạn, nâng cấp cái skill của mình lên đó. Đó nó sẽ nâng cấp lên một tí mà hồi nhanh hơn, không phải cấp có bắn đâu hả, mày két liền thủ tôm chết đúng hả, ôi mấy con bót thôi con đĩ nổ phát đi, mày kiếm máy bay cho bạn coi ha, không biết máy bay đâu luôn mày, mình thích nhất là chiếc xe này hôm nay đó, vậy thôi chạy khá là phê. Ui rồi ơi, kiếm mấy chiếc máy bay, hình như máy bay trong đây có nữa mày, không biết nữa, vô đi tính có người chết thôi gì đâu, ui mẹ rồi xin cầu không có ai bắn em nhá, không có ai không, anh nói trong đây thường có người nữa mày, rồi thế là mất chiếc xe, không phải trứng cơ kìa, ok mình sẽ qua lấy airdrop mày, nó xa thế nhỉ, ui có người ui bắn vậy nó không chết bạn, bắn vậy nó không chết, mày chạy không thoát đâu con trai à, người đâu ấy, quay ui trời ơi ủi bạn ơi, ủi má máu nhiều thế nhỉ, rồi đi qua lượm thính thôi bạn, qua xong được dùng như xe các bạn ơi, đi đồ con này khá là ngầu, con này kiểu công nghệ các bạn, siêu công nghệ, drop gần ở đâu, ở đây gần hơn các bạn, ở đây gần hơn, qua đây mà nó cũng mới hơn nữa, thấy đủ có nước chết trên đường các bạn, quá cứt rồi, ui đừng nha bay nè, ấy mới ngầu vậy cứ, ôi đi, ôi không lên được mấy nhà, mình lên được cái no highway luôn các bạn, thấy không? Mình là assassin mà, ôi sao nghe tiếng giống tiếng gì vậy? Đây nó tới rồi các bạn, nó tới rồi, ấy nó ở đây nè, rồi không mong ui. Mà không mong mà shit
quá, hên quá, còn viên cuối. Còn viên cuối rồi bạn, không là nằm luôn rồi. Rồi vẫn không có cây súng nhắm cho mình bạn ơi. Thôi là khó chịu, chút nữa mình sẽ boner cho mấy bạn thêm vài pha súng nhắm. Lên xe đè một vòng có đồ, có người không mày. Ôi, chết. Gì gì. Ý, không phải súng nhắm. Quay, quay. Quay, quay, quay. Quay. Phi, trời nó dễ quá bạn. Ê, có súng nhắm ngon. Đủ. Gu mình rồi bạn ơi, gu mình rồi, gu mình rồi, gu mình rồi. Và đạn đâu? Nó không giữ súng nhắm không, giữ đạn hết gu của mình rồi bạn. Ủa, hình như mình đổi thằng nhân vật hả ta? Ở giữa luôn có thính. Giữa đường luôn, Hunter 81 có người nha bạn. Quay, quay. 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 Lấy thính tao là mày sai lầm rồi. Lấy thính tao là mày sai lầm rồi. Giáp ba bạn, giáp ba bạn. Mình bị hư. Nó bắn con đú thiệt. Xanh đó. Nó thấy đồn từng có người. Người bạn. Nó bị mình chơi rồi bạn. Mình phải thua thôi. Anh lo anh bắn con bot. Nát cái giáp ba liền. Xe mình đâu nha. Ôi. Cái sọ xinh nha. Còn 12 người các bạn. Tới gần ở top 1 lắm luôn rồi đó. Ngon ngon ngon. Lên. Ôi ôi ôi. Chơi thế là không được nha bác. Ôi. Ôi. Bye bye bạn, bye 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 bye. Nó kìa, nó kìa. Chờ tới. Khoan khoan. Nó biết mình đâu nha các bạn. Quay. Quay bro. Quay bro. Nhú cái đầu mày lên. Người người ơi. Đóng mạng bơi. Quay. Hay xa quá ta. Đầu khó nhắm quá bạn ơi. Đầu khó nhắm, đầu khó nhắm. Nó xuống rồi. Vô. Đầu ở đâu rồi. Ủa thằng gần đây hả? No. Tới khúc này mấy bạn sẽ thấy là không được top 1 nhưng chờ đó. Hay á. Bắn hay á. Cây ổi hay á em. Đứng yên bắn cộng chúng. Ôi nó bắn. À nó bắn xe. Ôi. Cây xương rộng. Bắn đặt. Ui. Ui. Ây ngon. Ây nè. Lỗi quá. Bắn khá là mù mắt. Nhiều dữ ta. Quê. Mấy này mình bắt cũng gắt thiệt các bạn. Bắn đúng gắt luôn á. Còn thằng trên núi nữa bạn. Đang đỏ đầu hết rồi ta. Tên này. Thùm. Headshot. Ui. Oh shit. Tu ngon.
này nhiêu ba red nha bạn, một viên one hit one kill. Nó con nào trên đây mà thôi. Chết đi con đi. Ui ui. Ui u. Wow, ghê à. Con này chạy rồi bạn. Ngoài muôn khói. Đập chết mẹ, đập đập đập. Ôi, sao không vô được. Ôi. Ôi. Đứng luôn rồi bạn ơi. Quay vô khác. Quay 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 quay. Quay. Shit. Yep. Pum 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 pum. Top 1 đầu tiên. Yeah, top 1 đầu tiên trong Call of Duty các bạn ạ.